Rồi các bạn ơi, chúng ta sẽ để gọi là chiến lược đúng không? Theo chiến lược thì chúng ta sẽ phải học bài mới thì mới kịp được nhá. Chúng ta sẽ học bài mới các bạn. Chúng ta lấy vở ra, chúng ta ghi cho anh cái bài tiếp theo của chúng ta. Đó là điện trở và định luật ôm. Điện trở chuyên đề 2. Điện trở và định luật ôm. Điện trở và định luật Bộ này ta sẽ nuôi cho gas tiếp. Một la mã điện trở. Điện trở thì các bạn thấy là nó thường ký hiệu bằng chữ gì nhỉ? Ký hiệu chữ gì? Đúng rồi, điện trở ký hiệu là chữ R, đúng không? Thì mình hiểu đơn giản điện trở đấy. Nó có khả năng, nó có khả năng cản trở dòng điện. Điện trở là có khả năng cản trở dòng điện. Được chưa? Có khả năng cản trở dòng điện. Được chưa các bạn? Đấy. Thì cái R của chúng ta đúng không? Đúng không? Cái R của chúng ta. Thì các bạn hình dung là nó sẽ tồn tại nha, tồn tại điện trở ở đâu, ở những ở đâu nhỉ? Ở dây dẫn này. Trong dây dẫn có điện trở không? Có, đúng không? Đấy, trong dây dẫn chắc chắn có điện trở. Đấy. Thứ hai là trong các cái thiết bị điện. Mà nó có tác dụng nha, nó có tác dụng làm vật bị nóng lên, làm linh kiện đấy tỏa nhiệt nóng lên. Đấy. Được chưa các bạn? Hiểu chưa? Các bạn hiểu câu chuyện về về cái điện trở chưa? Thì thường thì trong cái hình vẽ thì nó sẽ ký hiệu như này. Đấy, nếu mà gọi là nó gọi là thiết bị điện ấy, thì nó sẽ có đây. Đấy, cái ô vuông này. Đấy, nó ký hiệu chữ R ở trên nhá. Đấy. Ký hiệu chữ R ở trên. Và ở một số lưu ý các bạn có R của ampe kế. Đây gọi là nó sẽ xấp xỉ, nó làm bài nó thể xấp xỉ bằng không. Đây gọi là điện trở của ampe kế. Được chưa? Cái thứ hai là R của thằng vôn kế thì nó bằng bao nhiêu biết không? R của vôn kế sẽ bằng vô cùng. Đấy. Điện trở của vôn kế. Mà khi nó là vôn, nó là vô cùng thì nó có cho dòng điện chạy qua không? Ở điện trở nó lớn đến mức là nó không cho dòng điện chạy qua, các bạn nhớ chưa? Không cho dòng điện chạy qua luôn. Nhớ. À, đừng 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 nói chuyện nữa các bạn ơi. Tí nữa bài tập 1 54. Sai lầm rồi. Viết thế vừa lại in một mạch luôn. 54 đến 58.
Thôi để anh check in cho các bạn ít bài tập đi vậy. Kia này anh in bài tập xong rồi em lấy vào đây nhá. Lấy vào đây nhá. Được chưa? Có một cái nữa là điện trở của cái thằng thằng gọi là thằng tụ điện C các bạn ạ. Đấy, tụ điện C thì thường nó ký hiệu này. Đấy, hai cái gạch ở đây. Đấy. Thì nó cũng bằng vô cùng luôn. Đấy, nếu mà tụ không bị thủng là điện trở của tụ điện. Đấy, các bạn lưu ý một vài cái này để chúng ta làm bài tập nhá. Đấy. Đây. Điện trở của tụ điện. Không thì các bạn viết, anh viết này cho dễ đi. RC đi. Được chưa? RC đi cho nó dễ. Nha. Đấy. Rồi ok. Thế mình sẽ có một cái công thức tính điện trở này, công thức này. Một công thức rất là mạnh. Công thức này không biết là các bạn được học chưa. Nhưng anh đoán là chắc chưa. Đó là R bằng Rho nhân L trên F. Rho. Cái L là gì các bạn? Chiều dài dây dẫn. S là gì? À, thiết diện dây dẫn. Cái S nó càng to thì cái điện trở nó càng gì? S nằm dưới phân số đi. S các bạn tưởng tượng như là cái đường nó rộng ấy thì điện càng dễ di chuyển, đúng không? Các bạn đi đường quốc lộ nó dễ hơn đi đường thôn, đường xóm, được chưa? Đấy. Còn cái rho này này, đấy, nhìn kỹ cách viết cái rho này. Đấy, cái rho này nó gọi là điện trở suất. Điện trở suất nhá. Điện trở suất này thì nó sẽ... Các bạn biết điện trở suất nó phụ thuộc vào gì không? Điện trở suất, các bạn nhớ chưa? Điện trở suất thì nó sẽ... phụ thuộc vào bản chất kim loại. Cụ thể là các bạn biết là kim loại nào dẫn điện tốt nhất không? Đây này, điện trở suất đấy. Đấy. Hiểu không các bạn? Phụ thuộc vào bản chất kim loại nhá. Đấy. Kim loại nào? Đấy, các bạn ghi là kim loại nào? Kim loại nào dẫn điện càng tốt, kim loại nào dẫn điện càng tốt thì cái rho ấy càng nhỏ. Thì cái rho càng nhỏ. Đấy, thì ở đây anh sẽ nói cái rho của thằng nào sẽ nhỏ nhất ở đây. Đó chính là thằng bạc. Bạc sẽ dẫn điện tốt nhất, xong đến thằng thứ hai là thằng vàng. Vàng xong rồi đến đồng. Đồng xong rồi đến nhôm. Được chưa? Đấy. Các bạn thấy là muốn dẫn điện tốt thì chúng ta cứ thay kim loại xịn vào, thay bạc vào thay vì dây đồng. Đảm bảo đồng nát nó không tha đâu. Đường lưới điện quốc gia mà chạy bằng bạc hoặc bằng vàng thì nước mình nó đẳng cấp quá. Không có. Nghĩa là đúng rồi. Đấy. Mình nhìn từ đây mình sẽ thấy là như vậy là bạc là dẫn kim loại dẫn điện tốt nhất. Hiện giờ đấy, nói bạc là kim loại dẫn điện tốt nhất. Huy bị ngáo rồi. Thank you.
Đúng rồi, tiếng Đó, N chứ, kim loại khác mà. N. Ừ. Bạc là kim loại dẫn điện tốt nhất nhá. Như vậy cái đầu tiên các bạn chỉ thuộc công thức cho anh cái này rồi. Đóng khung vào anh công thức này, nhớ chưa? Các hình dung là chương trình của các bạn đã được giảm tải dễ đi rất là nhiều so với chương trình cũ. Và bây giờ các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ có phần điện trở rồi đúng không? Điện trở. Đấy, có điện trở rồi, mình sẽ sang hai la mã đó là định luật ôm. Hai la mã. Định luật ôm. Thì để ra được cái định luật ôm thì tất nhiên rồi người ta sẽ phải làm thí nghiệm. Tuy nhiên chúng ta sẽ bỏ qua cái thí nghiệm đấy nha, chúng ta bỏ qua thí nghiệm nha. Chúng ta sẽ đi thẳng với công thức của định luật ôm luôn. Định luật ôm ở đây Y bằng U chia R. Các cô Huy lấy cớ ôm thằng Đạt à? Hay bảo anh chúng ta phải thực hành luôn, nó quay ra ôm. Chưa, em đã ôm đâu. Nhưng em có hành động không? Chưa. May thằng Đạt nó sợ nó đẩy ra, không thì em đã thấy rồi. Đấy, các bạn biết là phải tặng gì cho Huy đấy, sinh nhật đấy. À, chúng ta ghi cho anh là đường đặc trưng. Mình để về phần này với vali không? Vô Nam Bè. Được em. Ta thích cái chỉ bóng đen. Các tưởng tượng này, cái đường đặc trưng Von Ampe chính là một cái đường biểu diễn mối quan hệ giữa giữa thằng Y, thằng U và thằng R theo công thức này. Thế bây giờ các bạn thấy là nếu mà chúng ta suy ra nhá, thì chúng ta có phải có cái U sẽ bằng Y nhân R không các bạn? Ok, thì các bạn thấy là đường đặc trưng Von Ampe ở đây, thì Von là để đo cái gì, là đơn vị đại lượng của thằng gì, đơn vị thằng nào? Ừ, của thằng U, còn thằng Ampe là đơn vị của thằng Y. Được chưa? Thế thì cái này các bạn sẽ vẽ hình ra này. Đấy, cái vẽ hình ra này. Đấy, anh vẽ hơi lệch một tí nhé các bạn. Đấy, thì bên này mình sẽ để là U. Đơn vị là vôn. Còn trên này ta sẽ để là Y. Và đơn vị là Ampe. Thì nó mới gọi là đường vôn Ampe. Nhớ chưa các bạn? Đấy, ói kỳ ấy. Bạn nhớ chưa? Ói kỳ thì có phải X nằm ngang, Y nằm dọc thẳng đứng không? Thế nên vôn Ampe thì ở đây. Thế cái đường này nó sẽ như này, này các bạn này. Nó sẽ là đường thứ nhất là các bạn thấy đó, là nó sẽ là một cái đường mà chắc chắn đi qua gốc tọa độ nhá. Rồi các bạn cứ thẳng đấy, thì đây chính là tạo cho chúng ta đây là R1, hoặc có thể nó sẽ là một cái đường xiên như này đấy, cho chúng ta đây là R2 đấy. Ở đây tất nhiên rồi, không này mình đặt các cái đại lượng không. Thì đúng mà, phải vẽ đúng tỷ lệ mà. Phải đúng tỷ lệ chứ còn gì nữa. Không đúng tỷ lệ là sai luôn rồi. Các bạn hiểu chưa? Đấy, cái đường này gọi là đường đặc trưng. Đấy chưa? Đường đặc trưng. Thì bây giờ ví dụ nó nhắc đến đường đặc trưng Von Ampe, thì chúng ta sẽ nhận xét nó có đặc điểm sau. Chắc chắn rồi, nó sẽ phải đi qua thì các bạn ơi. Đi qua điểm gì đây? À, đi qua gốc tọa độ. Được chưa các bạn? Đấy. Mày biết vẫn chê rồi, nhưng mà thì vẫn mua rồi. Mày biết đi ăn nhà hàng mà ăn người ta xong chê như nào? Nào, bây giờ các bạn đố các bạn nhìn vào hình này nhá. Cái này là gọi là kỹ năng đọc đồ thị này. Các bạn tất nhiên là từ công thức mình có Y bằng U chia R rồi, mình sẽ không nhắc đến ở đây. Nhưng bây giờ chúng ta thử so sánh đi. Các bạn nhìn thử so sánh đi.
so sánh R1 với R2 thì đố các bạn biết thằng nào to hơn? R2 hay R1 to hơn? R2. Chắc chắn chưa? Nào, bây giờ R2 to hơn đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ check thử nhá. Bây giờ ở đây anh sẽ có một giá trị là U0 đúng không các bạn? Anh gióng lên đây. Anh gióng sang ngang. Anh được giá trị đây là I2. Anh gióng thẳng đứng lên đây. Anh được giá trị đây là gì? I3. I1. I1 là của thằng R1, I2 là của thằng R2. Được chưa? Thì các bạn thấy là R1 của chúng ta thì bằng gì? Có phải theo công thức là sẽ bằng U0 chia cho I1 không? R2 thì bằng gì? U0 chia cho I. I2. Thế về mặt so sánh các bạn thấy là tử giống nhau chưa? Tử giống nhau thì mẫu lớn hơn. Vậy chúng ta sẽ là mà I1 đang lớn hơn I. I2. Vậy suy ra U0 trên I1 sẽ phải bé hơn U0 trên I2. Và từ đó ta sẽ suy ra được là R1 sẽ bé hơn R2. Các bạn ghi cái đoạn so sánh này vào. Nhìn từ cái đặc tuyến này chúng ta ra được cái tính chất đấy. Nhớ chưa các bạn? Được chưa các bạn? Vẽ hình cẩn thận nhá. Nào xong chưa các bạn? Vẽ hình nhá, vẽ hình cẩn thận vào. Chiến lược của chúng ta là học xong lý thuyết càng sớm. Được chưa? Học xong lý thuyết càng sớm thì chúng ta sẽ có thời gian chúng ta ôn luyện lại nó nhiều hơn. Hả? Ờ, cái lúc đấy phổ biến sau, chiến lược phổ biến sau. Bây giờ tập trung vào đây đã, chưa thì nghĩ đến đấy rồi. Nào, ba là mà. Nguyên nhân. Gây ra điện trở. Nguyên nhân gây ra điện trở. Đấy. À, đừng nói chuyện nữa, đoạn này lý thuyết đấy, các bạn công thức thì ít thôi nhưng mà lý thuyết đến lúc ấy, một là nguyên nhân này. Nói chưa? Đấy, một là nguyên nhân gây ra điện trở thì nó sẽ như thế nào ấy, các bạn hình dung là anh sẽ tóm tắt một cái vấn đề một cách cô đọng nhất, đúng không? Đầu tiên mình hiểu là trong kim loại ấy. Trong kim loại, đúng không? Thì ví dụ các bạn hình dung là kim loại nguyên chất đi thì là các nguyên tử, đúng không? Các nguyên tử bị phân thành thứ nhất là các cái e tự do, đúng không? E tự do
Đấy, nó đang đi chơi. Còn các cái ion nguyên tử thì bị phân tách thành ion dương. Các có hiểu không? Các e này gọi e tự do hay e hóa trị ấy. Đấy. Bạn hay hiểu là đơn giản là dụ đồng thì nó có số hóa trị là 2 chẳng hạn, sắt thì hóa trị là 2 hoặc 3 gì đấy, thì nó có mấy thằng e nó đi chơi mất thì nguyên tử đấy trở thành ion dương. Các bạn đã hiểu chưa? Đấy. Và bây giờ cái ion dương đấy, đấy, các cái ion dương đấy, câu chuyện nó lại diễn ra ở các ion dương đấy sẽ làm sao? Sẽ liên kết với nhau. Các ion dương này không thể đứng một mình được mà sẽ liên kết với nhau. Và tạo thành một cái gọi là mạng tinh thể kim loại. Mạng tinh thể kim loại. Các bạn hiểu chưa? Đấy. Thế các bạn thì là các mạng tinh thể kim loại. Đấy. Thế bây giờ các bạn tưởng tượng là bây giờ nếu chúng ta có nhiệt độ cao, tức là nhiệt độ càng cao. Nhiệt độ càng cao thì các cái ion ấy, các ion đúng không? Các ion sẽ chuyển động càng mạnh. Đấy, mà khi nó chuyển động mạnh thì sao? Các ion sẽ chuyển động càng mạnh làm phá vỡ trật tự liên kết. Đấy, phá vỡ trật tự liên kết. Đấy, phá vỡ trật tự liên kết. Được chưa? Đấy, và khi nó phá vỡ trật tự liên kết thì cái đường đi nó sẽ bị, em hiểu đơn giản là nó đang chạy như này, các cái nguyên phân tử ấy nó đang sắp xếp với nhau thì nó tạo thành các cái lối đi đúng không? Bên nó chuyển động lung tung ra thì cái đường nó sẽ khó đi hơn, đúng không? Thì như vậy nó sẽ bị cản trở các electron di chuyển. Và electron di chuyển thì chính là dòng điện đúng không các bạn? Đấy, electron di chuyển tạo ra dòng điện mà cản trở e di chuyển, tức là suy ra cản trở dòng điện. Đấy. Được chưa? Các bạn hiểu câu chuyện chưa? Đấy, vậy từ đó tức là người ta giải thích dựa trên đấy và người ta suy ra một cái kết luận nhỏ, đó là nhiệt độ càng cao thì điện trở sẽ càng đi. Điện trở sẽ càng lớn chứ. Nhiệt độ càng cao thì cái độ mất trật tự nó càng lớn. Thì có phải là cản trở càng nhiều không các bạn? Đúng chưa? Đấy. Thì ở đây người ta sẽ có một cái công thức nhá, bạn ghi hai nhỏ. Đấy. Hai nhỏ. Ảnh hưởng của nhiệt độ lên đấy đúng không? Hai nhỏ. Ảnh hưởng của nhiệt độ lên điện trở. Đấy, thì chúng ta sẽ bám vào một cái công thức như sau. Đấy. Chúng ta sẽ bám vào một công thức như sau. Đó là R bằng R0 nhân với 1 cộng alpha nhân với T trừ T0. Được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ giải thích từng lại một. R0 chính là nhiệt độ, chính là điện trở. Điện trở ở nhiệt độ bao nhiêu? Ở nhiệt độ T0. Chả biết bình thường không? Chỉ biết là T0. Còn R sẽ là điện trở ở nhiệt độ gì? T. Đúng không? Đấy. Nếu muốn tìm thằng nào thì đấy thay công thức thôi. Và alpha thì nó gọi là hệ số gì? Nó gọi là hệ số gì các bạn? Hệ số nhiệt điện trở nhá. Đấy, hệ số nhiệt điện trở. Alpha là hệ số nhiệt điện trở. Các bạn hiểu không? Đấy, càng nóng thì nó càng bị ảnh hưởng nhá. Và cái hệ số nhiệt điện trở này thì các bạn không cần thuộc đâu, mà người ta sẽ tự cho các bạn. Đây này, ở trong sách giáo khoa là nó cũng có cái bảng cho này. Đấy, để anh cắt cho các bạn xem. Nhưng các bạn không cần học thuộc đâu nhá. Các bạn không cần học thuộc đâu.
Thế thằng nào bảo chép bài đầy rủi còn muốn gì nữa. Bật lại à? Ai bắt chép làm gì, phân tích cho hiểu chứ chép làm gì anh vừa nói xong. Mình không nghe giảng nha. Nói không nên lời mà cũng ấy để các bạn bắt bẻ cho. Đây đây đây, bạn nào? Xong chưa? Đây à? Đây như tao gần như ba thằng. Các bạn nhìn này, đấy thấy chưa? Các bạn nhìn này, các bạn nhìn nhá. Đấy. Bạc này, đồng này. Đấy, các bạn thấy cái này là cái rô vừa nãy anh viết đấy. Được chưa? Đây cái rô anh vừa nãy anh viết đây thì có phải là bạc là cái nhỏ nhất đâu. Đấy, đồng, đấy, bạch kim các kiểu là đấy, anh tại trong này nó không liệt kê vàng vào đây. Được chưa? Đấy, nhưng mà theo lý thuyết là vàng sẽ là xếp thứ hai, xong rồi nhôm rồi sắt thì còn chẳng thấy đâu. Sắt dẫn điện chán lắm. Đấy, bạch kim dẫn điện cũng chán nhá. Volfram dẫn điện tốt không? Nhìn như này thì nó vẫn tốt hơn sắt, nhớ chưa? Nhớ chưa? Nó tốt hơn sắt. Đấy, ok. Không, nó chỉ liệt kê thôi, nó không bắt các bạn phải thuộc, nhớ chưa? Thực ra khi mà làm bài mấy cái lý thuyết này này, người ta chỉ hỏi cái lớn nhất và cái thấp nhất thôi. Thấy chưa? tốt nhất là bạc. Nhớ chưa? Thôi. Các nhìn công thức này hiểu chưa? Công thức này có một cái cải tiến nữa nhá. Đó là viết thôi nhưng các bạn không cần thừa đâu, đó là dùng cái rho ấy, rho này thì bằng rho 0 nhân mở ngoặc 1 cộng alpha nhân với cả t trừ t0. Đấy, mình có thể hiểu như này cũng được. Đấy. Cứ ghi vào thôi đúng không? Còn dùng hay không thì chưa biết nhá. Đấy. Công thức là như thế. Chỗ này nó có một cái lý thuyết nho nhỏ nhá, lý thuyết nho nhỏ đó là cái hai loại nó gọi là ghi được làm cái này luôn. Đấy. Chúng ta ghi thêm cho anh một cái lý thuyết nữa, nó chẳng liên quan lắm, nó là ghi là hai loại nhiệt điện trở này. Có hai loại nhiệt điện trở. Đó là thằng NTC. Và BTC. Đây, cái này thì các bạn để các bạn dễ nhớ thì các bạn có thể nhớ cái này là phong tốn cơm. Phong tình cảm. Phong tình cảm à? Tốn cơm em nhận tốn cơm. Phong tình cảm. Huy Minh mấy lần bị ghi nói bậy đấy nhở? Phụ huynh đã phải hỏi là em ơi, đây vẫn còn tin nhắn của Huy Minh, tin nhắn cuối cùng của anh Z mẹ Huy Minh chính là bạn Minh nói chuyện nói bậy gì trong lớp. Đây hôm nay anh sẽ rep tin nhắn của mẹ Huy Minh. À, không hình như nhắn trong nhóm cơ mà. Trong nhóm phụ huynh cơ mà. Đây rồi. Anh từ từ để em xem em nói vậy kiểu nhà nước. Mẹ em nick là gì em? Em
Chắc chắn chưa? Anh tên gì? Em quên. Mẹ nó tên gì hả anh? Anh sẽ tìm. Nguyễn Ngọc Diệp hay Điệp gì đấy. Chắc chắn không? Không phải gì, để nhắn thử xem. Lão. Rồi ok. Bây giờ chúng ta sẽ cùng làm bài tập nhé. Rồi, chúng ta sẽ cùng làm bài tập. Đấy. Nào các bạn đã có trong tay cái phiếu bài tập chưa? À, chúng ta còn nửa tiếng để chiến đấu nào. Chúng ta lại làm tự luận nhá. Đấy, tự luận xong bài 1 cái nó không làm được rồi. Đây bài 2 3.15 đây. Đấy các bạn thấy củ chuối không? Học lý thuyết của đằng nó làm. À ok, các bạn chú ý lên đây. Thế thì cái này chúng ta đấy, chúng ta sẽ phải học lại nhá các bạn nhá. Chúng ta sẽ phải học lại, các bạn có muốn học lại không? Rồi đấy, anh định hướng lại cái đoạn này nhá. Các bạn tập trung ở đây. Nào. Đấy, đây chính là cái vấn đề mạch điện của chúng ta. Nào. Cái này ở trên lớp các bạn lưu ý này. Nào kia đây, đi xử lý cho anh những bạn nào dùng điện thoại trong lớp đi. Cái đoạn này khó rồi. Nào các bạn chú ý cho anh này. Đây là cách ghép mạch, được chưa? Đây là cách ghép mạch. Thì trước khi mình làm, mình phải chỉ ra thằng nào nối tiếp thằng nào song song với thằng nào. Thì bây giờ các bạn đấy, trước khi các bạn làm, chắc bạn phải ghi cho anh là bổ trợ công thức. Bổ trợ công thức ghép mạch hay là nối mạch nhá. Một nhỏ nói trong mạch gọi là mạch, mạch nối tiếp hay là ghép nối tiếp. Thì khi nối tiếp chúng ta sẽ có các đại lượng chúng ta phải nhớ này. Đầu tiên là cái y, y toàn mạch đấy thì sẽ bằng y1 bằng y2 bằng y3 bằng chấm chấm chấm, nhớ chưa? Những cái u thì bằng gì? Bằng u1 cộng u2 cộng u3 cộng chấm chấm chấm. Còn thằng r thì bằng gì? Cũng bằng r1 cộng r2 cộng r3 cộng chấm chấm chấm, nhớ chưa? Đấy, cái này là người ta coi là các bạn đã học lớp 7. À, lớp 7 hoặc lớp 9 rồi, nên là người ta sẽ dùng luôn ở đây, nhưng anh sẽ phải nhắc lại cho các bạn nhớ. Cái số 2 là mạch mắc làm sao đây? Mạch mắc song song. Đấy, tí nữa anh sẽ dạy các bạn kỹ thuật làm bài rất đỉnh luôn mà các bạn, chúng ta định hướng là chúng ta không trình bày nhá các bạn nhá. Định hướng bây giờ là không trình bày, nhớ chưa? Mà làm thế nào để ra được kết quả rõ ràng mạch lạc nhất có thể. Mạch song song thì ta sẽ có là y sẽ bằng y1 cộng y2 cộng y3, tức là nó hơi ngược hơn cái thằng kia một tí. U thì sẽ bằng u1 bằng u2 bằng u3. Có hiểu không các bạn? Đừng nói chuyện nữa. Nào còn cái r thì phải là viết 1 trên r bằng 1 trên r1 cộng 1 trên r2 cộng 1 trên r3. Được chưa? Được chưa? Được chưa các bạn? Được chưa? Bây giờ anh sẽ phân tích với các bạn nhá. Nào, tập trung vào đây. Bây giờ các bạn ok đoạn này chưa? Ghi xong chưa? Đấy. Nào, bây giờ chúng ta cùng làm nhá, cùng làm với nhau này. Nào nhìn cái mạch này, được chưa? Đấy. Nào tập trung nhá, đây là những cái bài tập đầu tiên của chúng ta sau rất nhiều năm không động vào điện, rất nhiều năm không dính đến mạch. Thế bây giờ các bạn phải biết được cái nào song song với cái nào. Được chưa? Đấy, nào bây giờ bạn nào phát biểu được nhận xét cái mạch này nó như nào đây?
Rồi em sẽ nói cho nào. Là R4 song song với R5 đúng không? Rồi gì nữa? R3 nối tiếp với cả R45. R3 nối tiếp với R45. R345 song song với R2. R345 song song với R2. Và cái cả cái R đấy song nối tiếp với cả R1. À, lớp có hiểu không? Nhưng mà các biết cái đấy nó chưa hay. Mình sẽ nhận xét mạch như sau. Nhìn nhận xét mạch này. Nhận xét mạch. Đầu tiên các bạn này. R4 song song với R5. Các bạn hiểu không? R4 song song với R5. Xong các bạn thấy nó đang nối tiếp với R3 không? Các bạn đóng ngoặc cái này vào. Các bạn nối tiếp với giờ gì? R3. R3 xong lại đóng ngoặc vào. Cả cục này sẽ song song với R. Song song với R2. Được chưa? Xong đóng ngoặc vào. Cả cục này sẽ làm sao? Nối tiếp với R. R1. Nhớ chưa? Và mình sẽ xử lý từ trong ngoặc này ra ngoài. Nhớ chưa? Xử lý từ trong ra ngoài. Đấy. Cả lớp có hiểu đoạn này không? Cả lớp có hiểu đoạn này không? Hay là làm một cái phần toàn nhận xét mạch thôi? Nào làm mẫu một bài đã nhớ. Xong tí nữa là sẽ đến những cái phần kia sau. Nào bây giờ các bạn thấy đầu tiên này. Khi mà các bạn nhận được cái này thì các bạn sẽ xử lý từ trong ra ngoài. Đầu tiên chúng ta sẽ xử lý R4 song song với R5. Tức là đây là mạch song song. Thì từ đó ta sẽ suy ra được ba cái. Cái thứ nhất là mình sẽ có song song thì mình sẽ có là U4 có phải bằng U5 không? Đúng không các bạn? U4 bằng U5 không? Đúng chưa? Đấy, U4 bằng U5. Đấy. Cái thứ hai là chúng ta sẽ có Y45. Cái này bằng U45 luôn nhé các bạn nhé. Bằng U45 luôn. Y45 thì bằng gì? Bằng Y4 cộng Y5. Đúng không? Và 1 trên R45 thì bằng 1 trên R, 1 trên R4 cộng 1 trên R, R5. Thì các bạn giúp anh tìm luôn cái này R45 bằng bao nhiêu, là cái này thì bấm được, cái này mình giải quyết được tại vì đề bài nó cho chúng ta R4 và R5 chưa? Rồi các bạn tìm giúp anh nào, nó sẽ là tích trên tổng đấy, nếu mà các bạn nhẩm quen nó sẽ tích trên tổng. Thì R45 bằng bao nhiêu? Chắc chắn là R45 sẽ phải bé hơn R4 và R5, 3 là sai luôn. Đúng không? Chúng ta sẽ có là gì? 1 chia 3 cộng 1 chia 6. Xong lấy 1 chia cho an đúng không? Có phải bằng 2 không? 2 ôm. Nào cả lớp mình hiểu đoạn này chưa? Cho anh hỏi cả cái trục này đã hiểu chưa? Đúng không? À, đối với hai cái thì các bạn có công thức tích trên tổng nhé. Các bạn nhớ tích trên tổng các bạn có thể làm như này. Tích là gì? Là 3 x 6 chia cho tổng là 3 cộng 6 là 9. Chia 9 phát là bằng 2 luôn. Nhưng mà nó chỉ áp dụng hai cái thôi, ba cái thì phải áp dụng công thức tổng quát này. Được chưa? Đấy. Nhưng mà các bạn hiểu cái R45 này chưa? Rồi, tiếp tục bây giờ tiếp tục mình sẽ có là đấy, mình sẽ có R45 nối tiếp với R3, đúng không? R45 nối tiếp với R3 thì mình sẽ có cái tính chất gì nào? Lại có ba tính chất. Tính chất thứ nhất. Nối tiếp thì ta có Y3 bằng Y45 và bằng Y 345, đúng rồi. Đấy. U 345 thì bằng U gì? U 3 cộng U 45. Để đó không làm gì cả, cứ để đó thôi. Còn cái R 345 thì sẽ bằng R 45 cộng với R R 3 và nó sẽ bằng 2 cộng với mấy? 2 cộng với 2 bằng 4. Ok chưa? Cả lớp có hiểu không? Biết nó thừa cái này, thằng này cũng bị làm sao ấy nhỉ? Trừ Y3 làm cái gì? Nào được chưa? Ok chưa? Nào bây giờ anh sẽ hỏi một bạn nào. Hỏi xem nào. À xem nào. Tiếp tục bây giờ mình có R345 sẽ như nào nhỉ? R345 sẽ làm sao? Song song với R2 thì mình sẽ có những cái tính chất gì các bạn? Sẽ có những tính chất gì nào? Y này, đầu tiên Y này. Y mời sẽ là mời bạn nào nhỉ? Mời Phương Minh nào đọc cho anh nhỉ? Y345 thì bằng cái gì nào?
Y2345 chứ. Y2345 thì bằng cái gì? Đúng rồi, Y345 cộng với cả Y2 đúng không? Đấy, anh cứ viết ra để cho bạn làm quen đến tính chất thôi, về sau mình làm không cần dài như này đâu. Nhưng mà bài này nó dài thật. Đúng không? Đấy. Đây là viết để nhận xét cái tính chất thôi. Nào, tiếp. U2345 bằng gì em? Cộng ha, song song. U2345 thì bằng U2 bằng U345 nhớ chưa? Đấy, còn tất nhiên rồi. Về điện trở 1 trên đúng không? R2345 thì bằng 1 trên R2 cộng với 1 trên R345. Vậy suy ra R2345 bằng bao nhiêu? Cũng vẫn là 2 đúng không? Ok, 2 ohm. Đấy. Yên tâm đi. Tí anh sẽ nói cái cách làm ngắn hơn, nhưng mà các bạn phải hiểu cái đoạn này đã. Đoạn này là không sai được. Nên tiếp tục cái cuối cùng là R1 đúng không? Đang nối tiếp với cả gì? R2345 thì mình sẽ suy ra được cái tính chất gì? Nào mời Thư nào, Thư gửi trả lời anh cho làm. Thì bây giờ mình sẽ có Y12345 thì bằng cái gì? Bằng Y2345 cộng ha, nối tiếp có cộng không? Bằng Y1 chứ đúng không? Bằng Y1 nối tiếp là Y bằng, còn U mới là cộng. Vậy U12345 bằng gì em? Đúng rồi, U2345 cộng, đúng rồi, cộng U1, được chưa? Còn cái R của 12345 bằng, R1 cụ thể con bài này bằng bao nhiêu luôn? R1 là 6, R2345 vừa tính ở trên là phải là 8 không? Ok. Bây giờ thực ra mình làm như này nhá. Mình trả lời được tất cả những yếu tố người ta hỏi luôn. Nào, qua thấy câu A người ta cho gì? Nhìn kỹ câu A. Tính hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở R2, nó hỏi R2 nhá. Biết rằng nếu cường độ dòng điện đi qua R1 có giá trị là 1. Nào, tập trung ở đây. Nào, anh sẽ đổi màu bút khác và các bạn hết sức chú ý đây, các bạn mới sẽ hiểu được vấn đề. Đầu tiên nó cho là Y1 bằng 1 thì các bạn phải viết chỗ Y1 này bằng 1 không? Hiểu chưa? Chỗ Y1 này bằng 1. Đấy. Nào, Y1 này bằng 1. Được chưa các bạn? Đấy. Thế thì thằng U1 sẽ bằng bao nhiêu các bạn ơi? 6/4. Thì các bạn cứ nhớ là theo một đoạn mạch đúng không? Thì ta sẽ có là gì? Y1 thì sẽ bằng U1 chia cho R1. Định luật ôm vừa lại học chưa? Vậy thì suy ra U1 sẽ bằng cái gì? Sẽ bằng Y1 nhân với R1. Vậy thì U1 bằng 6. Có hiểu không? Tại vì Y1 bằng 1 nhân với R1 là 6. Có hiểu đoạn này chưa? Hiểu đoạn này chưa các bạn? Nào, tiếp tục. Trừ từ, bình tĩnh. Nào, tập trung ở đây. Tiếp tục. Các bạn có ở đây đã có Y2345 chưa? Y2345 bằng mấy? Bằng 1. R2345 bằng mấy? Bằng 2. Vậy U2345 bằng mấy? Bằng 2. Hiểu chưa các bạn? Các bạn làm bắt buộc phải làm dần dần. Nhớ chưa? Nào, bây giờ các bạn nhìn thấy ở đây, ta có U2345 rồi. Mà ở trên này công thức này, U2345 bằng U2 bằng U345 thì có phải chúng ta tìm được U này bằng 2 không? Hiểu chưa? Chúng ta phải làm từ từ các bạn nhé. Làm từ từ không ra được luôn đâu. Như vậy các bạn đã hiểu câu A đáp án sẽ là 2 chưa? Nhớ, ok, chúng ta đã xong câu A. Đúng chưa? Hiểu chưa nào? Viết cái sơ đồ này ra là kiểu gì nó cũng ra nhé các bạn nhé. Kiểu gì cũng ra. Rồi, bây giờ nó bắt tìm cái gì? Bây giờ nó lại bắt tính ngược các bạn ạ. Tính ngược chứ tính xuôi, xong rồi nó bắt tính ngược. Các bạn nhìn đề bài. Đấy, các bạn nhìn đề bài. Các bạn nhìn cho anh đề bài. Đấy, nó cho cái gì? Lần này nó cho Y5 bằng 1, đúng không? Đấy, có như chúng ta xí xóa câu A nhá. Chúng ta xí xóa câu A. Thì các bạn đã hiểu đoạn này chưa? Rồi, bây giờ anh sẽ đi từ trên. Tại vì nó cho Y5 thì mình phải đi từ trên. Còn nó cho Y1 thì mình phải đi từ dưới, đúng không? Y5
anh sẽ dùng cái bút màu xanh lá cây nhá. Đây. Nào, các bạn thấy ở đây chúng nó cho I5 đúng không các bạn? Các bạn nhìn kỹ vào nào, tập trung vào nào. Đấy. Nó cho I5 thì các bạn khoanh vào cái chỗ I5 và các bạn ghi nó bằng mấy? Bằng 1. Có I5, có R5 thì các bạn ra được U gì? U5 bằng mấy? U5 sẽ bằng I5 nhân với cả R5 thì bằng mấy nhỉ? Bằng 2 đúng không? Bằng 2. Đấy, các bạn phải chú ý vào đề bài nhá. Không, đấy không hiểu nhá. Tại vì từ, sao lại bằng 2 nhỉ? Thì nhân nhưng mà R5 bằng mấy? R5 bằng 6 thì U5 phải mấy? Sao thằng này là 4? Đây, nhầm bài à? Nào, U5 bằng I5 nhân R5, nhớ chưa cả lớp? Thì nó bằng mấy? Bằng mấy nào? Thảo tính cho anh nào nha. Nó huy phế rồi thằng anh. 6 đúng không? 6 đúng chưa? Vậy thì ta ăn hôi được thằng U4 bằng gì? 6 ăn hôi được U4 bằng 6. Hiểu tư duy chưa? Bây giờ có U4 bằng 6. Có R4 không? R4 bằng mấy? 3. Thế thì mình suy ra được I4 bằng mấy? I4 bằng 2. Vậy chỗ này 2 cộng 1 thì cái I45 này bằng mấy? Bằng 3. Có hiểu không? Các bạn phải tìm lần lượt. Nhớ chưa? Phải tìm lần lượt. Đấy. Rồi tiếp tục bây giờ chúng ta xuống cái chỗ này. Chúng ta có I45 chưa các bạn? I45 bằng mấy? Bằng 3. Vậy thì chỗ này bằng 3. Chỗ này cũng bằng 3. Hiểu chưa? U45 các bạn tìm được bằng mấy? U45 là bằng 6. U45 bằng 6. I3 bằng mấy? U3 bằng mấy? Nào, U3 bằng mấy? Chưa có thì tính ở đây được không? 3 nhân mấy mấy đây? R3 bằng 2. Vậy thì có phải U3 sẽ bằng là 3 nhân 2 là 6 ở trên đầu không? Vậy thì cái U345 bằng bao nhiêu? 12. Đấy chưa? Các bạn phải làm tìm lần lượt. Đúng không? Nào tiếp. Từ bình tĩnh này. Đấy. Bài này, con B này nó hỏi hiệu điện thế. Tức là nó hỏi U2. Đúng không? Nó hỏi U2. Như vậy là con này. Nào, bằng chưa? Tại sao bằng 12? Bằng U345 chưa? Rồi, ok. Thì nó phải bằng 12. Đấy. Thế nên anh mới bảo các bạn là bây giờ mình phải làm gì? Mình phải, thứ nhất là mình phải hiểu bản chất của cái việc nối tiếp hay song song này. Cái thứ hai, câu chuyện thứ hai này. Câu chuyện thứ hai là chúng ta phải làm lần lượt. Nhớ chưa? Và anh không hướng đến các bạn cái trình bày. Nhá. Nhưng các bạn đã hiểu được từng cụm khi nó nối tiếp hoặc khi nó song song thì ta suy được cái gì chưa? Xong rồi vấn đề là cái mạch tư duy của các bạn phải bám được vào đó. Nhá. Rồi, bây giờ. Nào, cả lớp đã chữa kịp con này chưa? Đã chưa kịp con này chưa? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến với cả câu số 26.13 nhá. Đấy, 26.13. À, 23.16. Rồi. 23.16. Ok, anh chỉ cần cái mạch thôi. Anh chỉ cần cái mạch thôi để cho các bạn nhận xét cho anh xem là cái gì song song với cái gì nối tiếp với cái gì để chúng ta có thể áp dụng vào công thức. Nào, đi từ trong ra ngoài nhá, đi từ trong ra ngoài hoặc là đi từ ngoài vào trong tùy các bạn. Nào, trong này các bạn sẽ có cái gì nào? Nào. Đầu tiên là có cái gì các bạn nhỉ? Nào, Diệu Hằng thử nói cho anh nào. Diệu Hằng thử nói cho anh mạch, nhận xét mạch nó sẽ như nào? Đi từ trong ra ngoài. R4 nối tiếp R5. R4 nối tiếp với R5. Song song với gì? Song song với R2 với R3. Thấy chưa? Em thấy biết nó bị rối chưa? Đấy. Thấy biết xong rồi đọc một hồi tự dưng bạn mô tả xong gãy luôn này. Nào Minh đọc lại nào. Nhớ. Đúng rồi, R2 đi từ trong ra này, R2 song song R3. Đóng ngoặc vào, xong nó có phải nối tiếp R1 không? Đúng rồi, đấy cái tư duy nhìn hình ấy.
song tổng hoặc tất cả song song với mở ngoặc R4 nối tiếp R5. Có hiểu không? Hiểu không? Hàng hiểu chưa? Đọc này nó có ok không? Tức là anh nghĩ là em vẫn hiểu cái đoạn này đúng không? Nhưng mà lúc mình đọc mình sắp xếp nó đang hơi bị lỗi một chút đúng không? Rồi từ từ. Bây giờ chưa làm bài này vội, bây giờ cho đọc cho nó quen đã. Đấy, thằng nào chưa quen thì để thì ấy. Nào để anh hỏi xem nào. Nào. Dễ khó không biết đúng không? Bây giờ dễ khó không biết, bây giờ chỉ biết đọc hình đã. Đấy, sao chép hình này. Đấy, bây giờ chúng ta tập nhìn hình cho nó quen ấy, bởi vì bây giờ hình không là không đọc đúng thì coi như là các cái đoạn sau vứt đi. Nào mời Quỳnh Hương đọc cho anh nào. Tốt. Cái này dễ đúng không? Bài hình này dễ đúng không? R1 sẽ song song với R2 đã. Xong rồi làm sao? Nối tiếp với cả R3 song song với R4 đúng chưa? Đấy, ok. Nào đến cái đoạn là nào cái đoạn khó khó, cái đứa con khó khó thì phải để Thái Sơn. Để xem Thái Sơn đợt này đã tiến bộ như thế nào, các bạn xem cái sự tiến bộ vượt bậc của Thái Sơn đây. Đấy. Có một số bài nha các bạn, tin không là hình khó quá phải vẽ lại cơ. Nhưng mà anh thấy là ở hiện giờ ở đây là chưa đến mức đấy. Đấy, mời cái hình này, mời ca sĩ Cao Thái Sơn nào. Bắt đầu mất hình rồi. Nhắc đến Thái Sơn mất luôn hình rồi. À đây, ấn nhầm. Đây. Nào. Nào, cái này nào. Đi từ R1 là thấy gãy rồi. R3 đúng rồi, R3. Nối tiếp R4 rồi, sao nữa? Đóng ngoặc vào. Rồi chưa? Song song với cả R. Song song với R5, rồi sao nữa? Đóng ngoặc vào, nối tiếp với R. R1 xong rồi cả cái cục này đóng ngoặc. Đúng rồi, song song R2. Thấy chưa? Thấy bạn giỏi chưa? Sai phải 3 lần. Rồi ok. Hình này phải để chùm là xem bạn nào chùm. Hình này như một phi thuyền. Đức Trung ở đây các bạn cười cười cho các bạn cả lớp mất gốc. À? Giống con tàu ấy. Các điểm ấy. Nào xem bạn nào đâu. Chân gì? Nào bây giờ phải mời học sinh giỏi cấp cụm rồi. À cấp trường rồi. Đứt ở trường rồi. R1 nối tiếp R2, các bạn tập trung á. Song song với R3. Song song luôn R4 luôn. Cái này là 3 thằng song song. 3 thằng song song nha. Đóng ngoặc vào. Nối tiếp với thằng R5. Đóng ngoặc vào, nối tiếp với thằng R6. À song song thằng R6. Đóng ngoặc tiếp. Rồi ok, đúng không bạn? Đâu anh không tìm được cái dấu mũi tên sang rồi. À đây rồi, đây rồi, đây rồi. Anh ở chấm chỗ nào mà nó gần gần với cả như thế này. Anh chấm vào cái chỗ gần gần. Đây rồi. Đấy. Nào bạn nào nói chuyện là gọi hình anh bịa hình ra cho các bạn làm này. Mà nào anh bây giờ thằng nào ăn đậm bịa không để anh bịa nào. Đây ví dụ như cái bài này thì anh bảo đảm bảo luôn các bạn gãy này. Đúng. 20 ăn thua gì này, bài này. Rồi.
Bài này thì nó là một cái bài cơ bản, khá là dễ để đánh giá mức độ hiểu bài. Đấy. Đánh giá mức độ hiểu bài của các bạn thôi. Nên anh mời cái bạn vừa nãy vừa nói xiên nói xỏ anh ấy, là bạn Nguyễn Trần Nhật Minh trả lời thế nào. Đấy. Ngày xưa nó có một bộ môn luôn, anh phải dạy một bộ môn, là bộ môn vẽ lại hình của các bài này luôn đấy. Vẽ lại rồi. Cái nào nối tiếp cái nào? Thấy gãy gãy chưa? Nào, tập trung vào đây. Thằng nào còn nghịch điện thoại không? Mà nào xung phong? Không. Nào. R1 song song R2. Đóng ngoặc nối tiếp R3 đúng không? Cả cục đấy á. Thấy nghe thấy nó cảm giác nó vô lý chưa? Bài này các bạn không vẽ hình không bao giờ ra được. Nên các bạn tập trung vào đây, anh sẽ dạy các bạn cách vẽ hình. Thấy chưa? Tập trung vào đây. Đúng rồi, cái ampe vừa anh dạy R ampe bằng bao nhiêu? R ampe không bằng 0 thì coi như đây là một dây dẫn. Hiểu chưa? Coi dây dẫn thì các bạn hãy coi điểm C này đang trùng với điểm B này. Hiểu chưa? Bạn sẽ vẽ hình như sau này. Đầu tiên các bạn xuất phát từ điểm A, phải vẽ có kỹ thuật vẽ đấy, điểm A được chưa? Sau điểm A sẽ có điểm gì? Sau điểm A là điểm C. Nhớ chưa? Nhớ chưa? Sau điểm C sẽ là điểm gì? Điểm D. Đây sau C có phải D không? Còn điểm B bị làm sao? Điểm B là điểm trùng với điểm C. Vì ở đây điện trở coi như là 0 thì coi như trùng nhau. Có hiểu không? Cái này đúng rồi, không phải cắt bớt một giây mà coi như là chập cái đầu này và đầu này là 1. Nhớ chưa? Khi ở giữa là ampe kế, chúng ta phải chập điểm A với điểm B với điểm C là 1. Bạn nhớ chưa? Đấy, đây là kỹ thuật đấy nhá. Nhá, tức là ở giữa này điện nó chạy qua thoải mái, nó không cản trở được. Thì có phải chạy đến C hay chạy đến B nó như nhau không? Được chưa? Đấy các bạn phải chú ý nhá. Đấy, nào tiếp. Bây giờ bắt đầu các bạn thấy là bốn cái điểm của chúng ta là điểm A, điểm C, điểm D và điểm B đã được vẽ trên hình chưa? Rồi, bây giờ vẽ nốt điểm trở vào là xong. Nào, điện trở R1 là giữa gì với gì? Giữa A với C, giữa A với C, R1. Được chưa? Được chưa? Tiếp. R2 là giữa gì? A với D nối thêm một dây, A với D ở đây, đây là thằng R2. Hiểu chưa? Tiếp, thằng R3 là giữa gì? C với D ở đây. Hiểu chưa? R3 giữa thằng R4, từ đừng có nối tiếp, R4 là giữa gì với gì? À, giữa D với B, B có phải trở thành C này không? Đây, R4 của em đây. Hiểu chưa? Thấy chưa? Không vẽ hình làm sao mà ra được. Đấy. Đấy anh chưa bảo bắt làm nhá đoạn này. Thế bây giờ mình sẽ nói cái mạch này như nào? Mạch này nó sẽ là như này. Là R3 nối tiếp song song với cả R4 đóng ngoặc vào nối tiếp với R1 đóng ngoặc vào cùng song song với R2. Hiểu chưa? Không được. Biết không được vẽ cái R3 R4 trên cùng một đường. R3, R4 nằm thì cứ trên đường nào. Em thấy này. R3 nhá, nhìn này. R3 nằm giữa C với D. Có phải R3 đang nằm giữa C với D không? Đúng chưa? R4 đang giữa gì? D với B. Đây, DB nằm đây thì phải nối ra như này chứ. Có hiểu không? Có hiểu câu chuyện không? Đây nhá, anh vẽ hẳn cái đoạn này. Các bạn nhìn này, vẽ lại này. Nhìn vẽ lại cả lớp này. Đấy. Đấy anh mới bảo là cái bài này nó khó là đến cái ngưỡng này này. Nào nhìn nhớ, đầu tiên chấm điểm A chưa? Chấm điểm C chưa? Điểm C này trùng điểm B chưa? Chấm điểm D đi chưa? Được chưa? Vẽ đúng hẳn hoi nhá. Nào R1 là giữa gì? Giữa A với C đúng không? Nhìn vẽ đúng chưa? Đúng R1 giữa A với C chưa? R2 là giữa gì? Giữa A với D. Đây giữa A với D anh vẽ đúng như này luôn cho bạn nhìn này. Giữa A với D đây. Được chưa? Chấm đúng điểm đấy luôn. Không phải vẽ cắt vẽ xiên gì cả. R2 chưa? R3 nằm giữa C với D. Đây C với D nối vào đây có phải được R3 không?
R4 có phải là bằng giữa D với B không? B đây, D đây thì nối đây. Nối thẳng về đây. Các bạn hiểu chưa? Hiểu cái tư duy này chưa? Nào cả lớp ok chưa? Như vậy nhớ nhá. Thì vậy chúng ta ghi một cái nhận xét ở đây. Ghi vào nhận xét ở vở đó là khi mạch điện có ampe kế, ta phải chập hai đầu lại. Chập hai đầu của ampe kế lại nhá. Ta phải chập hai đầu của ampe kế lại. Hả? Từ từ đây, đến bài có vôn kế này. Huy chứ vội vàng thích khó thì đến bài vôn kế đây. Ôi, như không có bài có vôn kế rồi. Anh sẽ vẽ bài vôn kế cho các bạn. Các bạn muốn luyện khó không? Vẽ lại mạch điện. Nó có một môn phái vẽ lại. Anh Kiên học đến cái này chưa? Kiên học lại đến cái này chưa? Học trên Bách Khoa học đến cái này chưa? Bách Khoa học cái này à? Ừ, chẳng phải học. Những cái bọn mà sợ vật lý làm sao mà học được Bách Khoa. Ngày trước anh ở trung tâm anh có một anh học các bạn tin học thi cấp 3 10 điểm toán. Anh Kiên thì cũng 10 điểm toán đúng không? Đấy. Anh ấy nói chung là con một cô hiệu trưởng luôn. Mà cuối cùng các bạn biết làm sao? Các bạn biết sao anh ấy phải bỏ học Bách Khoa đấy vì không học được vật lý đấy. Anh Kiên cũng 10 điểm toán, anh Kiên gì ấy. Thằng này nói chuyện toàn khinh thường giáo viên trợ giảng trung tâm này. Đây cho cái này bài luôn. Thì nó Kiên nhận xét là với phụ huynh là kiểu Nhật Minh nhìn mặt mà lại coi thường. Ô anh toàn nhét chữ ấy nhở. Thì em vừa bảo là cái nhìn mặt thôi mà cũng được 10 á đây. Mày đi thi thang điểm 10 mày trên 100 điểm mày gian lận à? Đây các bạn. Hình này anh vẽ đây các bạn nhìn này. Đấy. Thấy chưa? Hay thôi nhá. Nốt nhá. Đấy, về thì mới cho làm bài tập của phần 1 thôi nhá. Chứ chưa phần này vội đúng không? Phần này hơi sốc đúng không? Nào nghe hay. Bỏ cái này đi. Bỏ cái này thôi. Biết tại sao bỏ không? R bằng vô cực, R của vôn kế bằng vô cực thì dòng điện có chạy qua được không? Nó chỉ có tác dụng để đo hiệu điện thế thôi. Hiểu chưa? Dòng điện này chạy qua được làm sao được? Thế bài này làm như nào nào? Đây là M, đây là N đúng không? Nhìn N này. N này. Đặt đây điểm này điểm gì? A C D E. Thực ra đây là M đấy nhưng mà thôi được rồi. Nào. Bây giờ chúng ta nhìn nhá. Các bạn thấy này. Từ N này. Từ N này các bạn nhìn N nhá. N đi vào A đúng không? Có phải N trùng A không? A đi đến B có trùng B không? Vì AB kế có tác dụng gì đâu? Có trùng cả C không? Ơ, từ C đến B đến C có cái gì đâu? Không có gì là không được đúng không? Hiểu chưa? Không có gì. Đi vậy tóm lại là cả 4 điểm này mới được có 1 điểm thôi, một cái dấu chấm thôi. Hiểu vấn đề chưa? Rồi trên này các bạn thấy đến điểm D đúng không? Điểm E, điểm F đúng không? Cái này cũng chẳng chập được, không chập được nhá. E, F, D. Nào bây giờ anh sẽ chấm E này. M thì thôi vứt đi, M ở đầu đi vào một tí. Bạn đi kiểu điểm nào được thì tùy theo cách vẽ thôi mà. F, E, D được chưa? Ừ nhau không vấn đề gì cả. Vẽ kiểu gì nó cũng ra mà. F này. Xong đến E này. Xong đến D này. Được chưa các bạn? Đầu tiên này các bạn thấy này. R1 là giữa A với F đúng không? Đấy, R1 giữa A với F, đây có phải R1 không? Được chưa? R2 là giữa gì?
R2 là gì? R2 giữa B với E. Rồi, giữa B với E. B có phải điểm này không? Đấy, cứ phải từ từ, bài khó phải từ từ đúng không? Tiếp, đây là R2. R2, R3 giữa gì? À, giữa B với giữa C với D đúng không? Đấy, C với D thì có phải là lại nối dài ra tận đây không? Đây là C mà. Đúng không? R này, R4 có phải giữa F với D à, F với L. R4 giữa F và E đây thì vẽ R4 ở đây. Đấy, và R5 là giữa gì? E với D. Có hiểu chưa? Đấy, thì bây giờ mình nhìn như này ra chưa? R1 nối tiếp với R4, đóng ngoặc song song với R2, đóng ngoặc nối tiếp với R5, đóng ngoặc song song với R3. Vậy có đi tính được không? Hiểu vấn đề chưa? Thì tất nhiên con này là con anh thử thách. Tại sao anh thử thách? Vì bạn Huy hỏi thôi chứ anh cho các bạn khó gì. Đúng không? Đấy. Rồi, như vậy anh dặn bài tập về nhà này. Bài tập về nhà nhá các bạn nhá. Bài tập về nhà. Chúng ta sẽ làm hai cái này sau. Này, chú ý này, Kiên cũng nghe luôn này. Phiếu đầu tiên là phiếu phiếu dòng điện đúng không? Phiếu dòng điện. Hết trắc nghiệm nhá, hết trắc nghiệm. Phiếu đầu tiên hết trắc nghiệm. Nào. Phiếu trắc nghiệm là nó có từ bao nhiêu nhỉ? 23 chấm hai hai chấm một, hai hai chấm một đến hai hai chấm mười lăm, được chưa? Còn đoạn sau là hai ba chấm một đến hai ba chấm chấm mười bốn thôi. Đấy, như vậy bài tập về nhà chỉ có 29 bài. Chỉ có 29 bài. Nhớ chưa?